Nấm linh chi giúp tăng cường hệ thống oxy hóa của thuốc 100 loại dồi dào các chất tetraphenoids, 20 loại steroids, 20 loại acid amine peptides và 5 loại nucleotides. Có nhiều các enzyme SOD, germanium hữu cơ, mangan, đồng, kẽm, sắt, selenium và 24 loại nguyên tố vi lượng khác. 40 loại polysaccharides, 5 loại alkaloids và vitamin E, C, beta carotene và các chất chống oxy hóa khác có thể bảo vệ các tế bào và máu từ quá trình oxy hóa và lão hóa. Trong thiên nhiên, enzyme SOD có trong con rùa là nhiều nhất, nhờ vậy con rùa có thể sống lâu hơn, kế đó là nấm linh chi, nên cũng được gọi là thuốc trường sinh. Nấm linh chi Natureland đặc biệt sử dụng phương pháp trồng nấm dưới gốc cây 365 ngày dưới điều kiện thiên nhiên. 100kg nấm linh chi sau khi chiết xuất chỉ còn lại 5kg, gấp 20 lần chiết xuất tập trung hơn. Nấm linh chi Natureland vua khô bò. Kính mời quý vị đến các tiệm vua khô bò để mua.